Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay, thứ tư ngày 16 tháng 2 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Sìu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiệp hội Nữ Doanh nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết chương trình hợp tác. Sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các đơn vị liên quan về việc xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Sìu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự thảo đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Sìu, huyện Tam Đảo nhằm mục đích bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Sìu, huyện Tam Đảo. Trong đó, ưu tiên bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa cấp quốc gia, thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca Soang Ko để sớm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Dự thảo đề án đưa ra hai giai đoạn thực hiện với mục tiêu xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu dân tộc Sán Sìu tại thôn Tân Phú, xã Đào Trù, xây dựng chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hộ dân chuyển đổi ngành nghề làm homestay, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn cho lao động dân tộc Sán Sìu học kỹ năng về du lịch cộng đồng và phát triển du lịch. Cho ý kiến vào đề án, các đại biểu cho rằng đề án cần rà soát, điều tra, khảo sát về số lượng người dân tộc Sán Sìu, đánh giá hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với vùng đồng bào người dân tộc Sán Sìu, hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, đóng góp ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đề án cần hướng đến sử dụng nguồn vốn xã hội hóa, tránh trùng lập các dự án đầu tư. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đánh giá cao quyết tâm của huyện Tam Đảo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc bảo tồn, phát triển văn hóa đặc trưng, truyền thống của huyện Tam Đảo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Tam Đảo tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh kết cấu, phạm vi nghiên cứu, đối tượng thụ hưởng theo ý kiến các đại biểu góp ý, sớm hoàn thiện đề án. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ ban chỉ đạo thẩm định các nội dung liên quan tới đề án. Sáng nay, đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự chương trình ký kết giữa Hiệp hội Nữ Doanh nhân Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc về thỏa thuận hợp tác kết nối, đồng hành, phát triển. Hai bên đã thống nhất hợp tác với các nội dung như tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cung cấp thông tin, tư vấn, chấp nối doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng, tư vấn chính sách pháp luật và tổ chức các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, hỗ trợ liên kết, hợp tác, giao lưu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi cả nước. Qua đó, nhằm giúp các doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nắm bắt thông tin, chia sẻ khó khăn và tìm các biện pháp hỗ trợ kịp thời. Chương trình hợp tác nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững, tạo liên kết lâu dài trong các hoạt động của hai hiệp hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị. Thực hiện nghị quyết số 11 năm 2022 về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã triển khai các biện pháp nhằm huy động nguồn lực để thực hiện chính sách tín dụng. Theo đó, năm 2022 sẽ huy động tối đa 19.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ để thực hiện cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách theo quyết định tại nghị quyết số 11. Tiếp tục cho vay hỗ trợ tạo việc làm, cho vay để thuê, mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây, sửa nhà, cho vay học sinh sinh viên, cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ lãi suất 2% trong hai năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6% một năm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao việc vào cuộc kịp thời, triển khai quyết liệt của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ, cho rằng đây là một chương trình rất quan trọng của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội của cả nước trong bối cảnh dịch bệnh. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị
Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai có hiệu quả các mục tiêu đặt ra. Để các chương trình cho vay của gói kích cầu trong chương trình phục hồi kinh tế xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội sớm được triển khai, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động tốt nguồn vốn và điều tiết nguồn vốn thật phù hợp, không để xảy ra sai sót, vi phạm. Đồng thời đề nghị các địa phương dành một phần nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cùng Ngân hàng Chính sách hỗ trợ cho vay phục hồi kinh tế, kiểm tra giám sát quá trình triển khai, đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích sử dụng nguồn vốn. Mô hình trạm y tế lưu động hiện nay đã được phủ rộng đến tất cả các địa phương trong tỉnh. Các trạm y tế lưu động thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, tư vấn thường xuyên cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà. Qua đó giảm áp lực cho các khu điều trị tập trung, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh ở mỗi địa phương. Liên tiếp những ngày qua, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo phát sinh hàng chục ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày, đa phần là trong cộng đồng. Hơn lúc nào hết, trạm y tế lưu động tại địa phương được kích hoạt và phát huy tối đa hiệu quả cho việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tách F0 ra khỏi cộng đồng. Bên cạnh đó, trạm y tế lưu động đóng vai trò nòng cốt cùng với đội phản ứng nhanh của địa phương quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 không triệu chứng được cách ly, điều trị tại nhà. Tất cả các ca bệnh mà thế này thì tăng rất cao, thậm chí là đi làm là có những lúc là phải đi làm cả tối cả đêm mà đi trực tiếp xuống thôn, xuống xóm, xuống từng nhà các F0 để cấp phát thuốc cho bệnh nhân và hướng dẫn các bệnh nhân là uống thuốc là hàng ngày và các khẩu trang, quần khăn, chậu là phải cái cách riêng, không được chung đụng như vậy cùng gia đình. Tại trạm y tế lưu động xã Hoàng Hoa được đặt tại Ủy ban nhân dân cũ xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, trạm đang quản lý, thăm khám và điều trị cho 37 trường hợp F0 tại nhà, 220 trường hợp F1 trên địa bàn. Dù nhân lực tối giản, nhưng trạm y tế lưu động được trang bị đầy đủ thiết bị như giường bệnh, bình oxy lưu động, đảm bảo cơ số thuốc cấp cứu điều trị bệnh nhân COVID-19. Ngay sau khi mà phát hiện ca F0 đầu tiên trên địa bàn, thì ban chỉ đạo xã cũng đã kích hoạt trạm y tế lưu động và các cái tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và đặc biệt là điều trị chăm sóc hỗ trợ tại gia đình, thì phải khẳng định rằng là cái hoạt động của tổ của trạm y tế lưu động là rất hiệu quả. Đấy, có cái trách nhiệm quản lý cái số người nhiễm cũng như là lập danh sách hỗ trợ về tiêm phòng vaccine, về test COVID-19 và đồng thời là hỗ trợ về công tác truyền thông tuyên truyền đấy, để giúp cho người nhiễm COVID trong cả công tác cấp thuốc cũng như là hỗ trợ về các cái thực phẩm giúp cho người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà thì rất là tốt. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, việc triển khai đưa vào hoạt động các trạm y tế lưu động là rất cần thiết, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và được người dân đồng tình ủng hộ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Vĩnh Phúc ghi nhận 1.274 ca mắc SARS-CoV-2, trong đó 5 ca trong khu cách ly, 841 ca ngoài cộng đồng và 428 ca cách ly tại nhà, khu phong tỏa. Như vậy, hôm nay là ngày thứ hai Vĩnh Phúc ghi nhận số ca mắc trên 1.000 ca. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân còn lơ là, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Trong ngày hôm nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an phát hiện tham mưu ra quyết định xử phạt 41 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 51.500.000 đồng, 5 trường hợp bỏ khẩu trang không đúng quy định với số tiền 1.300.000 đồng. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt một trường hợp về hành vi trốn tránh các biện pháp cách ly với số tiền 5 triệu đồng và một trường hợp không thực hiện các biện pháp giãn cách theo quy định 5K của Bộ Y tế với số tiền phạt 1 triệu đồng. Để công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh, quyết liệt, nhất quán thực hiện đa mục tiêu trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội. Sau khi nghe các đoàn kiểm tra báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các huyện, thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc có ý kiến như sau. Qua báo cáo, cơ bản các địa phương đã chủ động thích ứng linh hoạt, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, chưa thực sự nhận thức và chuyển trạng thái song song
việc điều trị F0 tại nhà và điều trị tập trung, còn lúng túng trong quá trình điều trị F0 tại nhà. Việc quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải chưa có phương án cụ thể đối với các hộ gia đình có người điều trị F0. Việc thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà còn gặp khó khăn. Kinh phí hoạt động cho y tế, tổ dân phố, các phường, thị trấn, tổ COVID cộng đồng, tổ liên gia tự quản, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng chưa có hướng dẫn cụ thể. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên địa bàn tỉnh, tình trạng người lao động nhảy việc hầu như không diễn ra, đặc biệt thị trường lao động đã sôi động trở lại. Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh. Theo tổng hợp của Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Vĩnh Phúc, sau dịp Tết Nguyên đán đã có 35 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại trung tâm với 14 vị trí việc làm, mức lương dao động từ 8 đến 12 triệu đồng một tháng. Sau Tết Nguyên đán thì cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hiện nay thì đang rất lớn. Đa phần là sau dịch bệnh thì cũng như là dịp nghỉ Tết thì các doanh nghiệp bắt đầu quay lại sản xuất. Và quay lại sản xuất thì với cái cơ cấu ngành nghề, đặc biệt là các ngành nghề về điện tử và may mặc. Ví dụ như tập đoàn Combo hôm qua thì cũng mới đến làm việc với Trung tâm Dịch vụ Việc làm trong cái công tác hỗ trợ tuyển dụng lao động thì họ cũng tuyển khoảng tầm từ 5 đến 7.000 lao động. Đấy, tập đoàn Tan, đấy, các công ty may mặc và điện tử. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Vĩnh Phúc, hiện nay việc tìm người lao động cho doanh nghiệp đang là vấn đề khó khăn của trung tâm khi số người đến tìm việc ít, nhu cầu cần lao động của doanh nghiệp khá lớn, nhất là các đối tượng lao động trẻ, cơ cấu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp không cân đối. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Vĩnh Phúc đang tăng cường kết nối, mời gọi lao động, phối hợp với các địa phương, tỉnh lân cận để thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có nhu cầu thông qua hình thức trực tuyến và online. Chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn và tổ chức các cái tư vấn trực tiếp đối với người lao động thất nghiệp. Vì lượng lao động thất nghiệp của trung tâm ấy đang đứng ra giải quyết hàng tháng là khoảng 1.000 lao động thất nghiệp đến giao dịch tại trung tâm. Và đây là một cái lượng người mà có thể cung ứng được hiệu quả cho doanh nghiệp. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến hết ngày 15 tháng 2, đã có 333 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết với trên 138,5.000 lao động, chiếm 97% tổng số lao động trước Tết. Có 86 trên 333 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 5.900 lao động mới. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, đông đảo công nhân, người lao động đã quay trở lại làm việc với một khí thế hào hứng, phấn khởi và quyết tâm cao nhằm đảm bảo tiến độ thi công đúng kế hoạch. Ghi nhận tại dự án nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh của phóng viên thời sự. Ngay từ mùng 6 Tết, các bộ phận chủ chốt của Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng, nhà thầu thi công dự án này đã có mặt trên công trường để triển khai các công việc sau Tết. Đến nay, đã có hơn 80% công nhân lao động đang triển khai thi công các hạng mục còn lại trên công trường như lu đường, lát vỉa hè, thi công lắp đặt hệ thống phòng mổ và hoàn thiện các hạng mục trong tòa nhà. Mùng 6 Tết, bản thân đã lên công trường để tiếp tục thi công. Mặc dù vào khí thế đầu xuân, khai xuân cùng đơn vị, khí thế của anh em công nhân và vẫn vui vẻ và thực hiện tốt mọi biện pháp phòng chống dịch cũng như là tích cực thi công để đảm bảo tiến độ thi công. Theo kế hoạch, dự án nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Tính đến nay, dự án đã hoàn thành được trên 90% khối lượng. Bên cạnh lực lượng lao động trở lại làm việc sau Tết còn chưa đủ, thì khó khăn vướng mắc lớn nhất của nhà thầu hiện nay chính là nhiều trang thiết bị nhập khẩu vẫn chưa về đến công trường để triển khai, lắp đặt, dẫn đến chậm tiến độ dự án. Về cái phần một số cái thiết bị của cái công trường ấy thì là hiện nay cũng có một số cái thiết bị là cũng
chưa, do ảnh hưởng cái Covid là cũng chưa về có mặt tại công trường. Nó cũng bị trễ so với cái dự kiến của chúng tôi một ít ngày. Tuy nhiên đơn vị cũng đang rất là cố gắng thúc đẩy để làm sao mà nó về trong cái tháng 2 này. Thì chúng tôi sẽ tiến hành lắp đặt để bàn giao công trình đúng theo cái chủ trương. Mặc dù vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công, song với sự nỗ lực khi thấy hào hùng phấn khởi của toàn thể công nhân, người lao động, nhà thầu cũng như chủ đầu tư dự án quyết tâm hoàn thành công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh đúng theo kế hoạch. Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xuống đồng sản xuất cho kịp khung thời vụ. Ở nhiều địa phương, nông dân điều tiết nước, làm đất, củng cố bờ ruộng và kênh mương và tập trung gieo cấy lúa xuân. Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2022, Vĩnh Phúc phấn đấu gieo cấy trên 30.000 ha lúa. Trong vụ này, ngành nông nghiệp thực hiện trợ giá, trợ cước hơn 156 tấn lúa giống cho 39 xã miền núi, hỗ trợ hơn 640 tấn lúa giống chất lượng theo chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh. Đến thời điểm này, phần lớn diện tích đã được gieo trồng và các ngành chức năng tỉnh đang tích cực phối hợp với các địa phương giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất những diện tích còn lại. Để hoàn thành việc gieo cấy vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với các địa phương chỉ đạo hướng dẫn nông dân khẩn trương cấy hết diện tích trà lúa xuân muộn theo đúng khung thời vụ và chăm sóc tốt cho diện tích lúa đã cấy. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh yêu cầu các công ty thủy lợi và các địa phương chủ động lấy trữ nước phục vụ gieo cấy, tưới dưỡng cho cây trồng, bảo đảm tưới tiết kiệm, có hiệu quả, đặc biệt ưu tiên cấp nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước. Đối với những địa phương gieo cấy trước Tết Nguyên đán, cần hướng dẫn người dân thường xuyên thăm nom đồng ruộng, chăm sóc lúa để đảm bảo cây lúa bén rễ nhanh, sinh trưởng tốt. Ngành nông nghiệp tuyên truyền, phổ biến cho người dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các cây rau màu, chủ động chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả, những chân đất cao không đáp ứng được nguồn nước tưới sang các loại cây trồng phù hợp, tránh bỏ hoang hóa ruộng đồng. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương trong tỉnh đang gấp rút chuẩn bị cho lễ giao quân năm 2022 để làm tốt công tác đón nhận chiến sĩ mới. Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp đóng quân trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xây dựng doanh trại thân thiện, an toàn, giúp chiến sĩ mới sớm bắt nhịp với môi trường quân đội. Tiểu đoàn 2, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện gần 300 chiến sĩ mới. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới hiệu quả, từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thành lập khung huấn luyện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện. Công tác chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang trí cảnh quan khuôn viên đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt về nhân lực. Thì hiện nay cái đội ngũ cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị thì theo cái biên chế của nhà trường đã đầy đủ và đơn vị tiếp tục làm tốt cái công tác bồi dưỡng để nâng cao cái trình độ, năng lực, phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới của tiểu đoàn. Từ việc là chuẩn bị về cơ sở vật chất, mô hình học cụ như soạn thảo giáo án và thực luyện giáo án để nhằm mục đích là bảo đảm tốt mọi cái công tác chuẩn bị trước khi bước vào huấn luyện chiến sĩ mới. Xác định việc tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, Đảng ủy Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Theo đó, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát, củng cố, làm mới cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ, mô hình học tập, xây dựng kế hoạch huấn luyện của từng đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp về công tác huấn luyện và chiến sĩ mới và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để bảo đảm cho cái nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng thời với việc trong cái tình hình dịch bệnh COVID đang phức tạp hiện nay thì nhà trường chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý về công tác là tập huấn cho đội ngũ cán bộ đi tiếp nhận chiến sĩ mới phải có rà soát chặt chẽ để phòng dịch một cách hiệu quả nhất để góp phần cho Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cũng như cơ quan đơn vị và làm tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Và đến nay thì mọi công tác chuẩn bị của nhà trường chúng tôi đã hoàn tất và sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ mới về huấn luyện học tập tại nhà trường. Với nhiều biện pháp được thực hiện, tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, khí thế quyết tâm cao, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp đã chuẩn bị điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới, giúp các chiến sĩ mới vượt qua khó khăn, trở ngại, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.